Các bạn cầm phi thì các bạn cầm vị trí này. Các bạn đưa ra phía trước. Vị trí này. Wow. Bay đẹp quá các bạn ạ. Bay rất là xa nhé. Bay vòng tròn luôn. Ok chưa? Như đoạn đầu video các bạn thấy phi quá hay không? Quá là đẹp luôn. Giờ các bạn ước theo mình nha. Ok nhá, bây giờ mình sẽ hướng dẫn các bạn gấp chiếc mỗi bay mỏ dài nhé. Như đoạn đầu video mình đã phi từ trên cao xuống ấy. Đầu tiên các bạn chuẩn bị cho mình một mỏ tờ giấy A4 hoặc A5 nhé. Như ở trên video đây mình sẽ là A5. Cắt đôi từ tờ giấy A4 ra. Nha, các bạn gấp đôi từ giấy này. Đỉnh trùng đỉnh, mép trùng đẹp mép nhé. Miết thật chặt để cho cái đường nếp này nó hiện rõ hơn. Đó, các bạn mở ra. Nó gấp như này. Đó, sao bạn như này. Rất là dễ đâu. Bên này cũng vậy. Ok chưa? Sao bạn gặp như này, theo đường này. Miết thật chặt nha. Đấy, đường này nữa. Các bạn gấp vào như này. Ok chưa? Các bạn gấp sang như này. Ok chưa? Sao các bạn gấp nữa lại. Đó. Gấp sang đây. Xong gấp sang đây. Để thừa một ít ở đây. Bên này tương tự. Đoạn này mẫu to kệ nó nhé. Các bạn gấp ngược lên. Gấp cho nó thẳng, đứng vân cho nó thẳng vào cái đường giữa này. Sau các bạn gấp đoạn này nhé.
mặt không được lên. Dính vào cái keo rõ vào đây. Tiếp theo này, gập cánh nhé. Tiếp tục. Vậy là xong nhé. Chiếc mẫu may mỏ dài. Các bạn cầm phi, các bạn cầm vị trí này. Các bạn đưa ra phía trước. Phi này.